Chào mừng các bạn đến với khóa học kế toán tổng hợp cho sinh viên. Đây là khóa học phù hợp cho các bạn sinh viên đang còn ngồi trên ghế nhà trường sẽ có rất nhiều thời gian. Vậy tại sao các bạn không tận dụng thời gian đó để học thêm kiến thức, chuẩn bị hành trang cho mình khi đi xin việc? Đặc biệt, kế toán là một bộ phận không thể thiếu ở tất cả các tổ chức doanh nghiệp. Đến với khóa học này sẽ giúp cho các bạn hiểu sâu hơn về công việc của một kế toán tại doanh nghiệp, nắm vững được các kiến thức nguyên lý và định khoản các nghiệp vụ, hoàn tất được mọi báo cáo liên quan, va chạm xử lý các tình huống thực tế tại công ty. Hãy cùng kế toán Việt Hưng tìm hiểu về nội dung của khóa học dành cho các bạn sinh viên, bao gồm các nội dung liên quan đến học thực hành về kế toán thuế. Đối với kế toán thì điều cần phải nắm được là hiểu biết về luật thuế và nắm được cách kê khai loại thuế, tránh rủi ro lớn nhất cho doanh nghiệp. Bao gồm các nội dung liên quan đến hướng dẫn thực hiện lập tờ khai, cách bổ sung điều chỉnh tờ khai cũng như các lưu ý về tờ khai thuế giá trị gia tăng. Thứ hai là thuế thu nhập cá nhân, hướng dẫn thực hiện việc lập tờ khai, cách tính thuế thu nhập cá nhân, điều kiện giảm trừ và các hồ sơ liên quan đến thuế thu nhập cá nhân, các nội dung liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp, quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp, cách tính thuế và cách hạch toán liên quan đến nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính, cũng như quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp của cả một năm và các loại thuế khác, bao gồm thuế môn bài, cách kê khai và hạch toán thuế môn bài, khái niệm và cách hạch toán đối với thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng của hàng nhập khẩu và các đối tượng liên quan đến không chịu thuế, cách tính và các kê khai đối với các khoản thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng của hàng nhập khẩu và thuế tiêu thụ đặc biệt, cũng như thuế vãng lai trong công ty xây dựng. Đối với các hóa đơn chứng từ của một công ty, các bạn sẽ được học cách phân loại các hóa đơn. Đâu là hóa đơn mua vào, đâu là hóa đơn bán ra, và các chi phí hóa đơn đầu vào chúng ta sẽ đưa vào các chi phí của mảng nào cho phù hợp, cũng như các hóa đơn bán ra thực hiện việc phân loại doanh thu đối với từng mảng, tương ứng với giá vốn là vô cùng quan trọng để phản ánh được tình hình tài chính của doanh nghiệp qua doanh thu và chi phí. Song song với việc học lý thuyết thì các bạn sẽ được đi vào phần thực hành làm thực tế tại một công ty kế toán tổng hợp. Nội dung liên quan đến phần thực hành sẽ được chia làm 3 nội dung chính. Nội dung thứ nhất liên quan đến cách khai báo đầu kỳ, hướng dẫn và tìm hiểu về cách bàn giao sổ sách từ kế toán cũ, nắm được các số liệu cũng như quy trình của một công ty, hướng dẫn thực hiện việc khai báo các số liệu để có được một báo cáo liên tiếp theo các năm, cũng như cách kiểm tra lại các số liệu đầu kỳ. Nội dung thứ hai, các bạn sẽ đi vào các chứng từ hóa đơn thực tế đối với một công ty, bao gồm hạch toán hóa đơn đầu vào, hóa đơn đầu ra và phân bổ các chi phí đầu vào làm sao cho phù hợp, hạch toán các nội dung liên quan đến mua công cụ, tài sản, thanh lý tài sản và các hồ sơ chứng từ đi kèm, hạch toán các nội dung liên quan đến làm giảm doanh thu và các chi phí khác liên quan đến tiền lương và các khoản bảo hiểm, cân đối lại các số liệu. Và nội dung cuối cùng là hoàn thiện sổ sách để lên báo cáo tài chính. Để hoàn thiện được một báo cáo tài chính, các bạn sẽ được hướng dẫn về cách cân đối các chỉ tiêu trên bảng cân đối tài khoản, tỷ trọng trên báo cáo và cân đối các số liệu trước khi nộp báo cáo, hướng dẫn nộp một bộ báo cáo tài chính hoàn chỉnh, hướng dẫn thực hiện lên tờ khai, quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, quyết toán thuế thu nhập cá nhân, và hướng dẫn thực hiện nộp các tờ khai trên trang thuế điện tử, thực hiện việc in sổ sách, kết xuất và lưu giữ nội bộ, cũng như sắp xếp các hồ sơ làm sao cho khoa học và kinh nghiệm khi thanh tra quyết toán thuế, là những nội dung khi các bạn sinh viên tham gia vào khóa học kế toán tổng hợp dành cho các bạn sinh viên. Với khóa học của kế toán Việt Hưng, các bạn sẽ được lựa chọn các phương thức học phù hợp, bao gồm khóa tự học, học lớp tập trung, lớp online, một giáo viên kèm một học viên. Toàn bộ các chứng từ hóa đơn các bạn sẽ được học trên giáo trình online. Trong web kế toán Việt Hưng, các bạn sẽ nhấn vào xem giáo trình online. Đây là giáo trình khóa học kế toán dành cho các bạn sinh viên. Trong khóa học sẽ được chia làm các phần, bao gồm đi từ phần nguyên lý. Học hết phần nguyên lý, các bạn sẽ được đi vào phần thực hành. Từ phần khai báo cho đến hạch toán các chứng từ,
hóa đơn phát sinh trong kỳ cho đến khi lên báo cáo tài chính. Mỗi một chứng từ sẽ là các video hướng dẫn chi tiết các nghiệp vụ và cách hạch toán trên phần mềm. Kế toán Việt Hưng hy vọng sẽ được chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm cho các bạn ngay từ lúc này. Đăng ký nhận tư vấn lộ trình khóa học kế toán dành cho các bạn sinh viên bằng cách liên hệ đến các số hotline của trung tâm 0988680223 để được tư vấn và hỗ trợ.